Hoàng Tây xin chào con và các bạn. Thì hôm nay cập nhật giá lông ngày 8 tây tháng 6. Thì hiện tại giá lông ruột trắng đã neo ở mức khá cao. Giá lông ruột trắng thì mức khá cao, còn giá lông ruột đỏ chuẩn bị bước vô hàng mùa mà giá thì cũng không có cao cho lắm nha. Thì giá này thì cũng không biết bà con mình có lời hay không. Giá cũng thấp chứ không cao. Hầu như là có rất nhiều kho đóng cửa, tại vì cái đợt này nó chưa có vô cái đợt mùa, nên có lác đác một vài đám chín thì cũng vẫn có kho mở cửa mua cho bà con, nhưng một số ít thôi nha. Còn hầu như là tất cả các kho đều đóng cửa. Thì bây giờ mình sẽ báo giá lông ruột trắng trước. Giá lông ruột trắng đẹp 22-24 ngàn, hàng sàn 18-20, hàng thường 13-17 ngàn, hàng giạc 6-10 ngàn. Thì giá lông ruột trắng đang ở mức cũng khá cao nha. Giá lông ruột đỏ loại 1 16.000, loại 2 10.000, loại 3 6.000, hàng dạp 1 2.000. Thì kênh mình sẽ cập nhật giá lông liên tục. Thì bà con nào quan tâm thì mình chưa đăng ký kênh thì mình nhấn đăng ký kênh để mình theo dõi, đăng ký kênh miễn phí nha bà con. Rồi, mình cũng xin kết thúc video đây. Chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại video sau nha.